Oppo F1 Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Khả năng sáng tác và chơi guitar đã giúp 5 chàng trai của G-Band xuất sắc vượt qua vòng hội ngộ. Hãy cùng lắng nghe những tâm sự của nhóm khi đến với vòng tranh đấu. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là G-Band. Đến vòng tranh đấu thì G-Band thể hiện một bài hát mang đậm bản sắc dân tộc. Qua đó nó cũng rất là trẻ trung do chính G-Band sáng tác. Ca khúc được mang tên Việt Nam Tôi. Đến vòng này chỉ còn lại là 11 nhóm mà tất cả các bạn ai cũng mạnh, ai cũng thể hiện được cá tính của mình. Vì vậy G-Band liên tục tập luyện trong ngày và đêm để mang lại tiết mục xuất sắc và tốt nhất cho quý vị khán giả. Và chỉ còn cái phút nữa là G-Band bước lên sân khấu rồi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho G-Band thật là nhiều và hết mình. Anh em hãy làm một cái ủng hộ tinh thần nào. Và chúng tôi là G-Band. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng cháy cùng G-Band chưa ạ? Và bây giờ G-Band xin thể hiện ca khúc ạ. Việt Nam tôi, bao la đất trời, chiêm muông cây cỏ, quy về một nơi. Việt Nam tôi, yêu thương ngàn đời, du á du hời, con nhỏ nằm nôi. Việt Nam ơi, xa năm tháng lòng hoài chẳng nguôi. Việt Nam ơi, Việt Nam quê cha dân tộc, mắt nâu da vàng. Ôi Việt Nam của tôi, quê xưa non sông. Ôi Việt Nam của tôi, gian nan bền dạn vì ngày sau tươi sáng. Cùng chung một huyết thống màu da, cùng chung một vóc dáng quê ta. Tôi là Việt Nam, tôi là Việt Nam, chúng tôi là Việt Nam. Trải qua xương máu bao nhiêu anh hùng bị nhốt trong biệt giam, cùng chung huyết thống màu da, nơi mẹ bồng con hóa đá. Tất cả điều đó đã tạo nên một lịch sử Việt Nam quê ta. Hà Nội rồi Đà Nẵng, Nha Trang đến Sài Gòn, Hoàng Sa Trường Sa cùng những nẻo đường Việt Nam không bao giờ mai một. Lá cờ Việt Nam luôn mãi giữ ở trong tim tôi. Bắc Trung Nam ta chung một lòng, cùng hướng về tương lai xa xôi. Ôi sao trong tim Việt Nam của tôi, hào hùng trang sử quyết xưa non sông. Selfie lưu giữ nét đẹp tự nhiên. Oppo F1 Plus, nét đẹp tâm điểm. Oppo Camera Phone. Tự sáng tác bài này đúng không? Dạ vâng ạ. Chúc mừng em là em đã sáng tác một cái bài rất là hay. Em xin cảm ơn anh. Cái bài này có một bản phối chưa? Dạ, bài này mới chỉ có một bản mộc như này thôi ạ. À, vậy nếu mà em cho phép thì anh muốn phối bài này cho em. Wow, tuyệt vời ạ. Em xin cảm ơn anh Dương Khắc Linh ạ. Anh rất là ấn tượng với cái câu trong cái điệp khúc mà từ thấp mà em bắn nó lên cao luôn. Nó rất là... Ngôi Việt Nam của tôi gian nan bền dạ, vì ngày sau tươi sáng. Yeah, nghe rất là phê. Chỗ đó là chắc chắn là ai ở đây cũng nổi da gà hết và làm cho mình rất là tự hào với Việt Nam. Dạ, thật ra thì cái bài hát này em viết nó rất là tình cờ. Đó, khi mà em được nghe bài hát Lá Cờ của anh Tạ Quang Thắng, khi đó thì em còn được học tập và sinh sống ở nước ngoài, thì cái bài hát thì nó truyền cho em một nguồn cảm xúc rất là lớn. Và với một người thì sinh sống ở nước ngoài, và em nhớ về quê hương, nhớ về những cái điều thân thuộc nhất, những điều đẹp đẽ nhất của Việt Nam mình. Và em đã viết lên bài hát mang tên là Việt Nam Tôi. Qua bài hát này em muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn một thông điệp về tuổi trẻ, một thông điệp của sự nhiệt huyết và một tinh thần rất Việt Nam ạ. Anh nghĩ là tiết mục tụi em rất là thành công nhờ các bài hát rất là nhiều, và giọng ca tụi em rất là ăn ý nhau. Và anh hy vọng nếu mà em vô được vòng sau em sẽ sáng tác nhiều bài hát hay như vậy nữa. Dạ vâng ạ, đến với sân chơi Nhân Tố Bí ẩn thì bọn em rất là hy vọng mà được mang những cái sáng tác của mình và do nhóm tất cả những anh em cùng nhau tự sáng tác và cùng nhau phối những bài hát này để muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn ạ. Một tiết mục chị nghĩ rằng là các em cháy hết mình. Chị nghĩ rằng cái tình yêu đất nước như vậy rất là mãnh liệt. Ở cái lứa trẻ cần những cái bài hát như thế này. Và chị nghĩ rằng đây cũng sẽ là một bài hát hit của nhóm đấy. Chắc chắn tung ra là hit. Bởi vì nó dễ nghe, dễ thuộc, dễ hát và lại dễ cảm nữa. Chúc mừng bọn em. Khi nghe các em hát bài hát này thì chị rất là xúc động. Bởi vì đã có rất là nhiều những nhạc sĩ gạo cội viết rất là nhiều bài hát ca ngợi về quê hương đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng rất cần các bạn trẻ biết về tình yêu quê hương đất nước. Ngày hôm nay chị cảm nhận là các em hát rất là nồng nàn và thể hiện hết cái tinh thần mình là những người con trẻ của đất nước Việt Nam. Và cái điều đó đã nói được lên cái sự mà thành công, bởi vì đó chính là cái thông điệp mà chúng ta muốn mang tới trong những cái giây phút này, gửi đến cho khán giả của chương trình Nhân Tố Bí Ẩn. Cho nên chị chúc mừng phần trình diễn của các em. Anh cũng rất là thích bài hát của các em. Cảm xúc nó rất là tự nhiên, chảy trong con người các em. Và đặc biệt là cái giọng hát của em. Em pha giọng mix, hát giọng mix rất là nhiều. Nhưng mà cái điều đó rất là hiệu quả, bởi vì cái tem giọng của em phải như vậy. Chỉ có hơi tiếc một chút xíu là những cái bè còn lại chưa được ăn ý lắm. Vậy thôi. Chứ còn về tổng thể ấy, thì bài hát này tôi rất là thích. Và cái cách các em thả hồn vào bài hát, nếu mà có cái thời gian luyện tập hơn nữa thì là còn ăn ý hơn nữa. Và bài hát này tôi chắc chắn một điều rằng là qua X Factor, khi mà phát sóng thì chắc chắn là sau sẽ trở thành bài hit của các em luôn. Mọi người sẽ đều yêu thích và thuộc bài hát này của em. Chúc mừng. Bài này có độc quyền không? Nhóm là độc quyền luôn rồi đúng đấy, không? Chị Hương lại đòi lấy đấy. Dạ vâng ạ, chắc là sau hôm nay thì nhóm em phải đi đăng ký bản quyền luôn đấy ạ. À thế à? Đấy. Thế nếu mà... Đang định bảo là không ấy chị hát với rồi, nhưng mà thôi độc quyền rồi thì thôi. Nếu mà ban giám khảo đòi mua lại bài này có bán không? Chúng em xin được phép là fit cùng ban giám khảo. Cái đoạn điệp khúc là gì nhỉ? Điệp khúc ấy. Hát thử nào. Ôi Việt Nam của tôi, hào hùng trang sử, quyết giữ non sông, quyết giữ non sông. Ôi Việt Nam của tôi, gian nan bền dạ, gian nan bền dạ, vì ngày sau tươi sáng. Ok. Một, hai, ba. Đồng ý. Qua đến vòng này thì tụi em vòng trước tụi em có hứa với anh Dương Khắc Linh và anh Tùng Dương là sẽ có món quà nhỏ để tặng cho hai anh. Và em nãy giờ em kêu shipper thì bây giờ shipper mới tới. Ôi rồi 500 ml cơ em ơi. Này bé quá. Không, cái này là 600 ml đó anh. Không Không, hôm nọ được khỏi son rồi. Ok, cảm ơn em nha. Nhưng mà này là nhiều hơn, cái của mình nhỏ quá. Rồi, cảm ơn em. Quà của mình có vẻ nhỏ hơn đấy. Đúng vậy, anh yêu thích, đúng vậy, anh yêu thích mà hay dùng. Các em vào ghế ngồi đi. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Chúc mừng G-Band với sáng tác mới đã giúp họ nhận về cho mình chiếc ghế thứ 5. Và chiếc ghế cuối cùng sẽ